Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay lại với Nail Seven Day. Thì trong những ngày lễ các bạn, thì mình hay đi tới điện Nail Supply mua đồ. Thì mình đi chơi những thành phố lớn á, thì điều đầu tiên mình tìm cái tiệm Nail Supply ở đó. Tại vì những thành phố lớn là thường có những tiệm xịt nail lớn các bạn. Nail Supply lớn thì có nhiều đồ. Ở đây các bạn thấy là tip này, tip này là tip tháng này. Các bạn thấy không, tip tháng này, tip giờ này. Đó, thì có nhiều một số anh chị em nói rằng là khi mà các bạn vô tiệm Nail Supply, các bạn tìm đồ thì các bạn tìm không thấy tip có phần, không thấy tip tháng, không thấy tiếp giờ, rồi cọ cũng không thấy, mà cái màu vải các bạn tìm cũng không được. Thì các bạn nói rằng khi nào mà đi Nail Supply á thì quay clip lại để cho các bạn coi cho nó vui, để mà các bạn tham khảo thêm. Ở đây các bạn thấy cái này là tiếp giờ này, các bạn thấy không, tiếp giờ này đó. Rồi bên này là có phần tiếp này, có phần tiếp các bạn thấy không, người ta để sẵn này quá trời. Nói chung là trong Nail Supply á, cái gì cũng có hết các bạn. Mà mỗi tiệm có một cái này, cái tiệm có, mà tiệm có tiệm không có, nhưng mà đa số là tiệm nào cũng có hết. Trên trong cái nước Mỹ này, tiệm Nail Supply nào cũng có hết trơn các bạn. Cái này là tiếp thẳng này, tiếp thẳng không phải tiếp cong. Có nhiều, nếu mà các bạn dùng tiếp thường á thì nó hơi cong lắm, mình dán cái tiếp thường lên nha là nó cái móng tay khách đi cong xuống không đẹp, mà làm bọc là thường thường là cái tiếp thẳng á là nó đẹp hơn. Các bạn thấy không, tiếp quá trời tiếp này, tiếp trong, tiếp lục, tiếp gì cũng có hết. Bây giờ qua chỗ cò giải này, đây cò giải các bạn ha, cò giải này là cò giải thường này, cò giải mà trong cái bọc ni lông là cò giải thường các bạn, cò giải thường thường, mấy cái màu này, cái này cũng thường thường luôn này. Cò giải treo là thông thường là người ta để trong cái lon các bạn, trong lon nhựa, đó cò giải treo. Còn mấy cái ở ngoài này dễ thường thường thôi, thì mình coi thử cái cò giải treo nằm đâu rồi, trong cái lon nhựa là người ta hay để cò giải treo trong đó. Đây các bạn, ở trước mặt mình này, mình thấy ra đây. Đây, cái lon này nè các bạn thấy không? Cái lon này cọ giải treo nè. Các bạn thấy cái cây ở giữa nè, cây cọ rau ở giữa này nè. Đây là cái cọ rau mình hay dùng trong cái những clip mà mình chia sẻ cho các bạn á. Đây cọ này đó. Đây cọ mình các bạn thấy đó. Thì Nail Supply có hết nha anh chị em. Các bạn thấy đó, các bạn tìm là dễ lắm. Bây giờ mình qua cái phần bọc nha, bọc mà bọc design nha. Chứ phải là bọc đít, không phải là bọc design á. Đây, bọc design này các bạn thấy không? Bọc màu giòn này, đánh lên này, vẽ treo xong mà đánh màu đây này. Là những cái màu này đây. Đó các bạn thấy không, người ta có rất nhiều màu khác nhau, xanh đỏ tím giòn, rồi màu bóng ánh, rồi màu, nói chung màu gì cũng có hết. Các bạn vô là các bạn lựa cái màu nào các bạn thích, là design khách các bạn thích màu gì thì các bạn lựa ít màu gì để dành làm thôi đó. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ qua cái chỗ đầu dũa nha các bạn thấy không, đầu dũa này quá trời, đầu dũa này, đầu dũa gì cũng có hết đó. Đầu dũa ở đây là người ta để sẵn hết rồi. Thì cái dũa phá đếp, dũa phá bầu, dũa phá treo, nói chung là dũa clean da, đầu nhọn, đầu thẳng, đầu bào, đầu chìm có hết đó. Anh chị em mình đi tới Nail Supply các bạn tìm được hết liền, rất là dễ không? Như vậy là chủ yếu trong clip ngày hôm nay là mình quay đó các bạn, cái cảnh mà mình đi mua Nail Supply để mà các bạn xem, các bạn tham khảo cho vui. Giờ mình phải tranh thủ mình mua ít đồ các bạn nha. Đào khoa đít rồi. Ok, nếu mà được thì mai chị muốn tìm em tham khảo không? Em cũng có nhiều mặt hàng lắm. Em trắng màu vàng. Chị xài cái này vô phá bọc hả? Cái này phá bọc hả? Cái đó thì đây bạn nó để FX. Phá bọc đít là bọc đất. Bọc nào phá bọc đất, đít gì phá rồi. Mình phá rồi mình ấy thôi, miễn thư thưa là được. Còn chỉ có cái khót thì bự quá, bê tay. Còn chỉ có của anh là hồi nãy cái kia mà đúng không? Còn của anh lấy cái nào lại mấy vàng? Ba cái này. Cái đó của em. Ta còn là 4 cái đúng không? Ba cái này còn tặng cái một cái mình chồng phải không? Cái anh lấy cái nào anh lấy thôi. Tặng cái này đi. Ba cái này tặng cái này. Lấy ba cái này. Thì mỗi loại thì nó khác giá nhau, em coi cái nào mắc tiền em tính tiền thôi. Thì hãy như anh lấy ba cái này, em tính tiền một cái này, hai cái này, còn cái này free. Lấy cái nào tặng cái đó chứ lấy cái này tặng cái kia. Còn nếu mà dễ lấy cái nào trùng giá. Thì nó dễ hơn. Okay. Giống như của em nhé, phải không? Đó là hết cái này cũng được. Cái nào nhỏ xíu nha.